Tính đến ngày 7 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 26 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Trong đó, huyện Krông Nô ghi nhận 11 ca, huyện Đắk Cờ Long có 13 ca và huyện Đắk Rơ Lấp có 2 ca. Hiện đã có 2 trường hợp tử vong ở thôn 6 xã Quảng Hòa và cụm 12 xã Đắk Rơ Măng, huyện Đắk Long. Các ca bệnh còn lại đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Y tế huyện Krông Nô. Theo đánh giá, tình hình bệnh bạch hầu ở Đắk Nông đang diễn biến phức tạp, số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng. Ngành Y tế Đắk Nông đang tập trung mọi nguồn lực chủ động với các biện pháp quyết liệt xử lý các vùng dịch không để lây lan ra diện rộng. Đứng trước cái tình hình hiện nay, để chủ động hơn, thì ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh đã chủ động rà soát lại những cái vùng lõm về tiêm chủng để có sự chủ động trong cái vấn đề tiêm bổ sung, cũng như là chủ động trong cái việc là khám sàng lọc, phát hiện những cái ca nghi ngờ bạch hầu để mà làm xét nghiệm, để mà phát hiện sớm, để mà cách ly điều trị nhằm mục đích là hạn chế cái tử vong cũng như là cái sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Đến thời điểm hiện nay, ngành Y tế Đắk Nông vẫn chưa xác định được nguồn lây của bệnh bạch hầu. Sở Y tế Đắk Nông đang triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.